Anh chị em thân mến, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến anh chị em một đề mục mới trong nội dung trang thông tin của giáo phận Phú Cường: Muối men cho đời. Đây là một đề mục bao gồm bài chia sẻ dựa trên tin mừng của Chúa Nhật hàng tuần, cùng với những bài hát thánh ca được trình bày bởi các linh mục, tu sĩ và ứng sinh trong giáo phận. Để thuận tiện cho việc theo dõi, đề mục này sẽ được cập nhật từ chiều thứ bảy hàng tuần và được lưu lại cho đến sáng thứ bảy của tuần kế tiếp. Với thao thức để cho hạt giống lời Chúa ngày càng được rắc gieo và chuyển nở nơi tâm hồn của nhiều người, hy vọng đề mục mới này được anh chị em đón nhận và cổ võ. Nhờ đó, sứ điệp tin mừng thật sự trở nên muối men cho đời. Ngàn mây ơi, xin đổ mưa xuống, từ cao xanh tuôn tràn nguồn thánh ơn. Mỗi tháng năm, từng giây ngóng chờ, gieo mưa đi. Mây mây ơi, chân đời khấn xin, lạy trời thương đói mưa xuống cho đời. Lạy trời thương xót mưa xuống cho con người. Đấng cứu tình, Ngài hãy giáng sinh xuống ơn an bình trần gian trong ngóng. Đừng chỉ hoan nữa, xin đến cứu độ mọi mòn trong Chúa. Đôi mắt anh lê mờ, Chúa Chúa ơi, tình con thiết tha vững tin nơi Ngài ngàn năm trăm. Anh chị em thân mến, chúng ta đang bước vào tuần lễ thứ ba của mùa vọng, và Chúa Nhật hôm nay được gọi là Chúa Nhật của niềm vui, của niềm hân hoan, vì ngày Chúa đến đã gần kề. Chúng ta vui vì đấng chúng ta trông chờ là con Thiên Chúa làm người. Chúng ta hân hoan vì người đến để hoàn thành chương trình cứu độ yêu thương của Chúa Cha, là giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi và đưa chúng ta trở về sống trong tình trạng ân sủng, tràn ngập niềm vui và bình an trong vương quốc của Người. Đây là điều mà tiên tri Isaiah đã loan báo khoảng 700 năm trước biến cố Chúa Giêsu giáng sinh làm người. Nơi hoang địa cằn cỗi sẽ vui mừng, cõi tịch liêu sẽ hân hoan và nở bông dường như khóm huệ, sẽ nảy chồi non và hoan hỷ vui mừng. Bấy giờ mắt người mù sẽ nhìn thấy và tai những người điếc sẽ được nghe. Bấy giờ người què sẽ nhảy nhót như nai, những người được Chúa cứu chuộc sẽ trở về và đến Sion với lời khen ngợi. Rõ ràng, hân hoan vui mừng phải là tâm tình của mỗi người chúng ta khi đón chờ Chúa đến. Thế nhưng, thưa anh chị em, khi đối diện với những khó khăn thử thách trong cuộc đời, đôi lúc chúng ta đánh mất đi niềm vui, niềm hân hoan này. Lý do là niềm tin của chúng ta và Đức Giêsu Kitô bị chao đảo, quyền năng của đấng cứu thế bị chúng ta nghi ngờ. Đây có lẽ cũng là kinh nghiệm của Thánh Gioan Tẩy Giả mà chúng ta đọc thấy trong bài tin mừng hôm nay. Chính ông là người đã làm chứng và giới thiệu Chúa Giêsu
là Chiên Thiên Chúa, là đấng xóa tội trần gian. Ấy vậy mà khi ông bị giam cầm vì dám lên tiếng bảo vệ lẽ phải, bênh vực cho chân lý, thì ông không thấy đấng cứu thế mà ông đã từng loan báo đến để giải thoát cho ông. Đến nỗi ông phải sai môn đệ đến để chất vấn Chúa Giêsu về chính căn tính của người. Thầy có phải là đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi đấng nào khác? Đời sống đức tin của chúng ta cũng vậy, thưa anh chị em. Những lúc gặp đau khổ, gian truân, niềm tin của chúng ta vào Đức Giêsu đấng cứu thế cũng dễ bị lung lay, chao đảo. Những khi đối diện với thử thách gian nan, chúng ta cầu nguyện mãi mà dường như Thiên Chúa cứ thinh lặng, thì lòng cầy trông và niềm hy vọng của chúng ta cũng dễ bị nhạt nhòa. Vậy thưa anh chị em, đang khi trông chờ Chúa đến, chúng ta đừng quên xin Chúa ban ơn kiên nhẫn, gia tăng sức mạnh của niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, củng cố niềm trông cậy vào quyền năng đấng cứu thế, nhất là những lúc đối diện với đau khổ, thử thách, gian truân. Có như thế, niềm hân hoan vui mừng của chúng ta mới được trọn vẹn, và niềm hy vọng vào ơn cứu độ của chúng ta mới được thấm nhuần trong đời sống đức tin của mình. Amen. Cô
đừng chỉ hoan nữa, xin đến